Chào các bác. Trong buổi tối hôm nay em xin giới thiệu tới các bác cặp loa Sony MJ1. Đây là một cái cặp loa ở trong một cái bộ dàn mini ở phân khúc tương đối là cao cấp của Sony. Cặp loa này thì sở hữu bát 12 cm tính cả vành, màng magnetic viền cao su, check đôm mũi lụa, công suất 70W một thùng, trở kháng là 6 ohm. Đây cái thông số của nhà sản xuất đây ạ, Sony SSMJ1. Các bác nhìn kỹ hộ em ạ, Made in Japan. Cặp loa này thì em lấy về theo cả một bộ dàn cơ, nhưng mà rất đen cho em là cái thớt dàn tuyệt đẹp của nó đang lỗi. Đó, đây chính là thớt dàn của nó, size 42,5 cm, có thể gọi là size 43 cm đấy. Mặt đằng trước này là ốp nhôm rất đẹp, thiết kế vô cùng độc đáo, rất đen là nó lỗi. Đó, đây là CD. Ở bên này là MD. Thất dàn này thì thuộc phân khúc tương đối là cao cấp. Nó có chỉnh bát check trực tiếp trên mặt máy các bác ạ. Vậy thì nó lỗi mất rồi, thì em đành phải bán cặp loa của nó thôi. Nói chung là bộ này em lỗ thương đau. Em nhập vào 2,3 triệu cái bộ dàn này, cũng định là tôi thì gần Tết thì lấy một bộ về bán cho anh em gần Hà Nội chơi chơi Tết, bộ rất chi là độc đáo. Thế mà cuối cùng nó lỗi. Để các bác thấy em đo càng này, đó, nó tầm size 43 đấy ạ, rất đáng tiếc. Đi quay trở lại với cặp loa này, rõ ràng là trong cái phân khúc tương đối là cao cấp thì loa thì nó cũng làm khá là kỹ. Đây là một cặp loa vỏ nhựa có chiều cao 38 cm, rộng khoảng 18 cm và sâu tầm 12 cm, vỏ nhựa các bác nhé, nhưng mà nhấc nặng đấy ạ. Vâng, cặp này em bán với giá 1,3 triệu. Lỗ thì lỗ rồi, thì bán thì gỡ gạc, kéo lại tí vốn. Thì bây giờ thì chúng ta thử xem chi tiết bên trong nó có cái gì. Vâng, đây trước mắt các bác đang là cái đít của loa bát. Các bác có thể thấy ngay là dòng này là dòng từ kép, mà chắc chắn là côn sẽ to đấy ạ. Cái mà chúng ta hay cần phải để ý nhất đó là củ bát này ghi rõ Taiwan Sony đó. Có một sự đáng ngạc nhiên không hề nhẹ. Tiếp theo các bác nhìn thấy đít của cái loa check đôm nam châm rất to và cũng lại là từ kép. Trên đít của loa check ghi rõ Sony China. Ái già, thế này thì theo như em giải thích thì nó như thế này. Cái củ bát này sản xuất tại Trung Quốc đại lục đó, cái check đôm kia sản xuất tại Đài Loan, sau đó là nó là hai nhánh của tập đoàn Sony ở hai nơi, sau đó là hai cái nhánh này họ đóng gói loa bát và loa check gửi về Nhật. Cặp loa này được lắp ráp tại Nhật đấy, ba vùng lãnh thổ mới làm thành được một cặp loa. Thế thì chúng ta thử xem qua cái phần tần của nó xem thế nào.
Ái chà, phân tần cũng không hề tầm thường đâu các bác ạ. Những bác mà chơi búc xeo onkyo nhìn vào phân tần này sẽ thấy có sự tương đồng, không có thua kém gì những cặp onkyo danh tiếng đâu ạ. Các bác có thể nhìn thấy hai cuộn cảm khá là to, hai con tụ NP và một con điện trở. Bên trong thùng được lót mút xốp khá là kỹ. Cặp loa này thì có lỗ thông hơi. Như vậy là em xin kết luận là như thế này. Cặp loa này được sản xuất tại Nhật Bản, nhưng loa bass và loa chép được sản xuất ở các công ty con đặt tại Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Tất cả được mang về Nhật và hoàn thiện lắp ráp tại Nhật. Nó lại rất chéo ngoe như thế. Có rất nhiều anh em bán audio đã bị khách chửi cho tức tưởi vì cái khoản này. Nhiều người khách người ta thông cảm được thì không làm sao. Có những ông khách mà phũ mồm là người ta chửi thẳng vào mặt: mẹ mày, sao mày mày lừa bố mày, bố mày mua loa Nhật mà bố tháo ra thì lại nhìn thấy tai oan với chi nga ở đấy. Cái thằng bán hàng thì nó chỉ biết bán thôi, nó thậm chí còn chưa tháo ra. Khi mà bị chửi thì nó đỡ, nó cứ nhục dần thôi đó. Hôm nay là các bác nhìn thấy rồi đấy nhá. Đó, mà bây giờ bắt đầu từ giờ phút này trở đi, bất kể những cặp loa nào dù chỉ có giá từ 200 ngàn trở đi, em cũng đều tháo bung hết ra cho các bác xem. Trước đây thì em theo đuổi cái nguyên tắc là giữ zin. Có nhiều cặp loa em không hề đụng ốc đâu ạ. Nhưng mà cái nguyên tắc đấy lắm khi nó phản chủ. Bây giờ em thay đổi. Bất kể là loa gì, cứ về đến shop em, trước tiên em sẽ có một cái video tháo ra chi tiết cho các bác soi đồ bên trong. Đến cái video thứ hai là em test âm. Đó. Như vậy là chúng ta có cái nhìn khách quan nhất, cụ thể nhất, rõ ràng nhất. Bởi vì các bác là người tiêu dùng, các bác được quyền biết mình đang mua thứ gì, chất lượng nó ra sao, sản xuất ở đâu. Và cặp loa này như em vừa nói, em bán với giá 1,3 triệu. Em sẽ có video chi tiết test cái cặp loa này sau. Vâng, xin cảm ơn các bác đã dành thời gian cho video này.